Thì Nga kính chào quý khán thính giả và mời quý vị theo dõi bản tin phân tích về vụ đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc tại Scarborough. Vụ đối đầu này tại Scarborough đã bước sang ngày thứ tư, trong khi Bắc Kinh và Manila đang cố giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Bãi cạn Scarborough có diện tích 150 km², nơi cao nhất là 3 mét, cách Philippines 220 km, cách Hồng Kông 800 km, được Trung Quốc, Philippines và Đài Loan nhận chủ quyền, hiện do Manila cai quản. Phi cơ hải tuần của Philippines phát hiện 8 ngư thuyền lạ ở trong lòng chảo Scarborough hôm 8 tháng 4, nên phái lực lượng đến kiểm soát và phong tỏa lối ra, chờ tuần duyên hạm đến bắt giữ ngư dân đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Cục Ngư nghiệp Trung Quốc phái 2 tàu hải giám đến chen giữa chiến hạm Philippines và ngư thuyền Trung Quốc hôm 11 tháng 4 và kêu gọi đối phương rời Scarborough. Cục đã điều động thêm tàu hải giám thứ 3 đến vùng tranh chấp hôm 12 tháng 4 và tuần duyên hạm Philippines đã rút đi. Bộ Ngoại giao Manila triệu tập đại sứ Mã Khắc Thanh đến để phản đối ngư dân Trung Quốc hành nghề bất hợp pháp. Ngược lại, Bắc Kinh cũng phản đối Manila là vi phạm chủ quyền. Năm 1935, Trung Hoa Dân Quốc sáp nhập Scarborough và Đông Sa quần đảo. Đến năm 1957, Manila tiến hành các nghiên cứu hải dương tại Panatak Shoal, tức Scarborough. Năm 1995, Trung Quốc và Philippines đã thỏa ước giải quyết mối tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Giải pháp cho cuộc tranh chấp biển Đông Nam Á ngày càng nan giải khi Trung Quốc đòi đàm phán song phương chống quốc tế hóa, trong khi các quốc gia Đông Nam Á và cộng đồng quốc tế lại nghiêng về giải pháp đa phương. Thì Nga tường trình cùng quý khán thính giả.